Trường tiểu học Trung Yên ngày Tết Trung Thu hôm nay rực rỡ bởi các loại đèn lồng chạy khắp các dãy hành lang. Để có được không gian này, đã một tuần nay, các bậc phụ huynh và các em nhỏ đã tự tay thiết kế và treo lên trước cửa lớp học, tạo nên một không gian đầy màu sắc cho Trung Thu. Các bạn ơi, bạn nào mà có sticker chúng ta cũng có thể dán vào. Bạn nào mà chúng ta có màu vẽ, màu acrylic ạ, các con cũng vẽ lên để cho cái đèn lồng của chúng ta nó sẽ trở nên rực rỡ hơn. Đây, hai bạn cùng nhau trang trí sản phẩm của mình đi. Giờ sinh hoạt của lớp 4A4 hôm nay, các em học sinh được cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn cách làm những chiếc đèn lồng từ vật liệu tái chế. Một hoạt động ý nghĩa do ban giám hiệu nhà trường phát động nhân dịp Tết Trung Thu. Sáng ngày hôm nay khi mà chúng tôi đến trường thì chúng tôi đã bắt gặp được những hình ảnh học sinh mang chiếc đèn lồng của mình làm ở nhà. Rồi phụ huynh thì mang những cái đồ như là những cái bánh nướng, bánh dẻo tự tay phụ huynh làm hoặc là những cái hoa quả ở nhà có được và các con mang đến để góp để cùng bày cỗ Trung Thu và phá cỗ Trung Thu ở lớp. Thế cái này làm gì đấy? Dán vào đây à? Dạ vâng ạ, hai mặt dán ạ. Đi. Hai mặt dán vào đây. Không cho đèn vào đây á? Phát sáng. Dán được chưa? Rồi, quá xinh luôn. Giấy này cất vào trong văn bàn giúp cô. Cất rồi. Đây. Nhà cậu có chỉnh đèn lồng xong? Nhà tớ làm rất nhiều đèn lồng để trang trí cho buổi Trung Thu. Thế thì còn cậu? Nhà tớ đèn lồng ông sao và đèn lồng bằng nhựa. Thế còn cậu? Nhà tớ có đèn kéo quân. Nhà tớ tự làm đèn lồng con ong bằng giấy vệ sinh. Nhà tớ thì làm đèn lồng bằng chai nước và làm đèn lồng bằng giấy. Đây. Ngựa xinh quá. Thì không có nhiều những cái đồ chơi hiện đại, nhiều những cái đèn lấp lánh đẹp như bây giờ, mà đèn lồng các bạn nhỏ sẽ phải tự làm. Rồi đến ngày rằm các bạn sẽ, mỗi bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc đèn này, một ít hoa quả, một ít bánh nướng, một ít bánh dẻo, sau đấy sẽ cùng ra nhà văn hóa hoặc là cùng ra đầu làng tụ họp với nhau, rồi là bày mâm gỗ cùng nhau phá gỗ và rước đèn quanh làng các con ạ. Năm nay cũng là năm thứ 8 tôi cùng các con học sinh trải nghiệm một chương trình Trung Thu. Và thực ra thì mỗi năm thì sẽ có một cái ấn tượng, một cái kỷ niệm riêng, năm nào cũng sẽ rất là đặc biệt. Nhưng thực sự là trong suy nghĩ của tôi thì năm nay là năm để lại tôi nhiều cảm xúc nhất. Ra ban đầu thì cả nhà trường, cả các lớp, cả cô và phụ huynh thì đều có những cái kế hoạch rất là hoành tráng dành cho các con. Thế nhưng mà ở những phút cuối thì có một chút thay đổi do ảnh hưởng của cơn bão Yagi. Thế tuy nhiên tôi nghĩ rằng là các con sẽ buồn, sẽ thất vọng, nhưng không, khi mà chuyển qua một cái hoạt động mới như thế này thì các bạn thật sự rất là đón nhận và các con rất là chân thành gửi trao toàn bộ yêu thương và các con rất là ủng hộ cái tinh thần đó của thầy cô cũng như của nhà trường. Đấy là một điều mà tôi cũng cảm thấy mình cũng rất là bất ngờ với các con và cũng rất là xúc động trước cái tấm lòng của các con. Và thực sự là các con cũng là những cái đứa trẻ biết sẻ chia và biết yêu thương. Tôi rất tự hào về các con. Năm nay thì con được làm đèn lồng, với cả con được ghi những lời chúc để gửi đến những bạn đang ở vùng lũ lụt cả. Lớp có ủng hộ tiền và ủng hộ sách vở. Con đã được ủng hộ cùng nhà trường cho những bạn ở vùng lũ lụt. Năm nay Trung Thu có một cái đặc biệt, cái riêng, cái khác hẳn với Trung Thu năm ngoái do cái ảnh hưởng của cơn bão số 3. Thế thì chúng tôi hướng đến cái Trung Thu nhân ái và các con làm đèn lồng cũng với chủ đề là đèn lồng nhân ái. Các con cũng sử dụng các cái đồ vật liệu tái chế và tự tay các con làm đèn lồng và viết những cái điều mơ ước của mình đối với những cái thiên tai để làm sao không còn những cái ảnh hưởng lớn do
thiên tai gây ra. Và đặc biệt là chúng tôi rất cảm động, rất xúc động khi học sinh viết những cái mơ ước của mình dành cho các bạn nhỏ ở các cái vùng bão lũ. Còn các em nhỏ của lớp 1A2 hôm nay lại rất háo hức và vui sướng vì được tự tay làm bánh dẻo cho ngày Tết Trung Thu cổ truyền. À, thế con dai đổ vào đây, con đổ vào đây, đúng rồi. Thế Minh giỏi quá, có khen nào thế Minh lạc thôi, quá đẹp. Những chiếc bánh xinh xắn được các em tự làm, mang theo đó là cả tình yêu thương với gia đình và những người thân yêu. Ôi, được rồi, giỏi quá nào. Chúng mình sẽ vê cho nó nhiều cái bột, bột áo nhé. Bác bảo vệ ơi. Vâng. Mở cửa em với. Em có việc gì đấy ạ? Vâng, chào bác. Em là phụ huynh của lớp 1A6 lớp Cô Thoa. Vâng. Thì có mang chút đồ vào làm cho các con phá cỗ Trung Thu. À vâng. Vâng, mời xin phép anh. Dạ. Trung Thu, vâng. Xin mời vâng. Anh vào trong lớp. Dạ. Vâng. Các con được. Vâng, nhà trường tổ chức Trung Thu cho các con vui quá. Vâng. Vâng, xin phép bác em vào ạ. Vâng. Dạ vâng ạ. Mời chị vào. Dạ. Đồ lân này đẹp quá. Hôm qua nhà mình thức gần như cả đêm để làm cho các con mỗi con một cái bánh hình con giống. Đấy. Nào các con ơi, bày cỗ cho các con nhá. Nào chào các con. Chúng mình chào các bác đi. Các bác bày mâm cỗ cho các con nhá. Ok. Nào. Chúng mình cùng bày mâm cỗ nha. Bây giờ nhá, các con ở đây nhá. Khi mà các bác nhờ các con lấy cái gì thì các con lấy hộ các bác được không? Rồi ok. Cũng rất may mắn tôi được góp một phần công sức, vì là trong ban phụ huynh của lớp góp một phần công sức vào hỗ trợ cho cô, hỗ trợ cho lớp để các con có những Tết Trung Thu thực sự là hạnh phúc, thì tôi cảm thấy là rất là trân trọng ạ. Trước khi mà họp ban phụ huynh lớp thì trong ban phụ huynh đều thăm dò ý kiến các con thích gì, các con chơi gì và con thích cái vật dụng, đồ chơi hay bánh trái như nào thì cũng là hỏi ý kiến các con ạ. Để khi mà có mâm cỗ phá cỗ các con được hạnh phúc nhất. Ngay như tối hôm qua thì bé nhà tôi thì bạn ấy ngủ rất là muộn vì bạn rất háo hức, bố ơi mai mấy giờ đi học đến lớp con còn phá cỗ, bạn rất háo hức luôn ạ. Tuy không có những lễ hội Trung Thu rước đèn hoành tráng như mọi năm, cũng không có cuộc thi dành cho những mâm cỗ Trung Thu bày biện kỳ công nhất, nhưng Trung Thu năm nay vẫn luôn ngập tràn tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô dành cho các em nhỏ, cũng như tình cảm chân thành của các em dành cho những người thân yêu, đặc biệt là với những bạn nhỏ ở vùng bão lũ vẫn đang gồng mình để vượt qua khó khăn, tìm lại cuộc sống bình yên. Cái kết quả ủng hộ của chúng tôi cũng rất là mừng, đó là được hơn 200 triệu tiền mặt trong buổi sáng ngày hôm nay, với 1.400 quyển vở và 340 bộ sách giáo khoa để gửi tặng các trẻ ở đồng bào lũ lụt.
chúc cậu được đi học sớm nha. Tớ chúc các cậu luôn luôn khỏe mạnh, chúc các bạn may mắn vượt qua virus và bình an nhé.